Xin chào mừng các bạn, chúng ta đã trở lại sau hơn một ngày thì rất là nhanh để cùng nhau trở mâm đi xây con mục luyện bài tập rất là ý nghĩa cho giải visa du lịch trung học cơ sở toàn quốc năm 2021. Và tôi là Trần Văn Dí, ngày sẽ đồng hành cùng với ngày hôm nay ở vòng thi đấu thứ tư được về ở vòng bảng, đó là bảng A. Và bảng A là một trong những ngày rất là khắc nghiệt. Đây sẽ là một trong những ngày mà ta sẽ có được chiến thắng tương bừng và một cách đúng đắn. Và đường này sẽ là một trong những đấu tiếp theo để về giữa chủ nhà trường trung cơ sở Đắk Mang. Để đội xã Đắk Mang thì đã có lại tỉnh Kon Tum đối đầu với đội khách là trường trung cơ sở Nguyễn Du. Để đội vị trí chính thức huyện Đắk Lắk tỉnh Đắk Nông. Này là một trong những trường chúng ta có là đi biểu cho một ngày tranh tài sôi động trong buổi chiều hôm nay nhé. Đây giai đoạn ở vòng bảng vòng thi đấu thứ tư. Ai sẽ là sau hơn rất nhanh 6 vòng sẽ có được vị trí thứ nhất và thứ hai để có mặt ở vòng trong vòng 1/8 với 32 đội mạnh nhất. Ok, và đối thủ sẽ là được phân định như sau. Nhất bảng A chúng ta sẽ gặp gì đội mạnh nhất vị trí ở bảng A thì sẽ ngồi nhất đội gì ở vị trí bảng B, và đội vị trí gì bảng A thì sẽ gặp đội bóng nhất bảng B. Đội sân nhì bảng A sẽ thi đấu trên sân nhà là đầu tiên. Còn đội nhất bảng A cũng sẽ thi đấu trên sân nhà. Hôm nay do là vì đấu đầu cho nên chúng ta sẽ không bình luận nhiều nha. Và hôm nay sẽ có một dự đoán để xem trường nào chúng ta sẽ ghi điểm. Và chắc chắn đây sẽ là một bài tập không thể nào quên đối với chồng Minh Chí. Các bạn có thể về chơi cùng nhiều người thân, hoặc các bạn vào game tải game 8 bôn về, bạn có thể đủ chơi bạn bè để các bạn có thể chơi một cách sảng khoái trong mùa dịch. Và các bạn đừng quên tuân thủ mình không điều 5K để bảo an toàn để dịch Covid-19 sẽ đi qua. Tất cả sự kiện bóng đá cũng như quán ăn uống, còn trừ quán ăn uống của chúng ta đã mở cửa trở lại, chỉ riêng sự kiện bóng đá thôi là còn nhiều chúng ta là đã biết được là hủy bỏ. Riêng cái giải đấu nước ngoài cũng là một giải đấu không ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thế nhưng dù sao vẫn như đang bình thường. Còn với giải đấu V-League chúng ta sẽ không có đội nhà vô địch nào. Và hy vọng hẹn gặp lại các bạn vào mùa giải năm sau V-League năm 2022 nhé. Mùa giải năm nay cũng là bằng một mùa giải bao gắn bó đối với giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan trong năm 2020-2021 cũng không có một đội nhà vô địch nào. Thế nhưng cũng bằng giải bóng đá V-League năm 2021 cũng sao không có một đội giành chiếc vô địch nào. Thế nhưng nhà chúng ta sẽ tình hình dịch bệnh. Còn dù sao chương trình chia sẻ đêm nhiều hơn ra mắt của phiên bản đi tu cổ tiếp thôi. Một chương trình rất ý nghĩa dành cho Xuân Bắc cũng như là các em nhỏ thiếu nhi. Và hy vọng chúc cho dịp Tết Trung Thu sẽ như ngày đầy thú vị, để thật một tiếng cười cùng với người thân và gia đình. Ok, các bạn có thể mua bất kỳ một trong những cái loại hình về Trung Thu tự sáng chế ra và bằng câu lạc bộ STEM tái chế khoa học để các bạn có thể tạo cho mình một cách ý tưởng mới của lần đèn Tết Trung Thu nhé. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chơi với đội chủ nhà. Đầu tiên sẽ là trường trung học cơ sở Đắk Mang để từ Kon Tum. Ok, đây là giai đoạn lượt về thôi, bắt đầu giai đoạn lượt về ở vòng bảng rồi. Và hôm nay do đau đầu nên là bị người nóng nên là không thể nói được nhiều, thì chúng em sẽ tạm thời giữ im lặng. Mong các bạn không cảm điều này nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ai sẽ may mắn và mình sẽ dự báo đoán xem nha, đội nào sẽ may mắn có được những điểm số này. Và chúng ta đến bắt đầu của ngày hôm nay nha. Tôi xin đi đến từ trường nào không biết. Ok, kiểu này sao đây? Đây gửi bên này đi, chứ bên là ghi nó bị nó lại lăn rồi, không được. Đợi xíu nha, để cứ bình tĩnh thôi. Trong một thời gian rồi sẽ có kết quả. Đây, giữ im cái này. Đấy. Cũng
Trời ơi, xúc tiến nước đô là có điểm số đầu tiên rồi, dành cho trường học cơ sở Minh Du. Thì Hà Nội là xếp vị trí đi thứ hai nhé. Còn à, xong xin đội cho Minh Du đang xếp vị trí số 1 với số điểm là 5. Còn đối thủ của chủ nhà cho cơ sở Đắc Man đứng ở vị trí thứ hai 4 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ ba, đó là trường trung học cơ sở Trung Văn Nga, nhưng không biết đó chắc là vậy. Ok, dự đoán sẽ được tính điểm nha. Rồi, ok. Để suy nghĩ ra chứ. Dự bảo ý tưởng là vẫn bên này, nhưng không biết có đã sao hay không. Sợ. Rồi, bây giờ thử ra. Mình chờ không được luôn các bạn ơi. Vì nó lại không bị nhéo nhéo được. Nó ngon quá. Ok. Trời ơi, sao thế vậy? Không có vấn đề này. Ok. Tốt á. Ok. Giờ mà dễ thế này mà không có điểm xong lại luôn. Cái này làm sao cho nó đúng trình tự đấy. Như vậy con số 18 của ngày hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2021, đã thuộc về đội chủ đội trường trung học cơ sở Nguyễn Du đến từ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông. Như vậy điểm số đầu tiên của chúng ta rồi, rất là hay. Và đi giai đoạn đề thì coi như là có vẻ là không có sụt sè gì hết. Ok, tiếp tục nha. Trời ơi, khó quá. Thôi, lỡ rồi. Chúng ta không nên ăn gian lận nha. Ồ, chưa chắc không được. Ok. Tuyệt, quá tuyệt vời. Thì tự rồi hẳn sẽ có kết quả thôi. Hai bên đã đánh phục rất là nhẹ rồi, không có điểm ưu tiên hàng đầu, quá nản lòng. Trời ơi, chỉ một chút xíu thôi dễ ập vậy mà không có điểm rồi. Tuyệt quá, ghê luôn. Ok luôn. Để xem nha. Trời ơi, chưa được. Tỉnh bắn cái này nha, chưa được gì hết. Có làm sao mà vị trí nó khó mệt. Quá mệt. Như vậy đáp án may mắn hôm nay về trường cho cơ sở Đắk Man. Tỷ số là 1-1. 1-1. Hai đều, hai đội đang có điểm bằng nhau.
Tỷ số là 2-1. BB này chúng ta không di chuyển nha. Mặc định chỉ số trong game mà chỉ có tấn đổi BB một viên thôi, chứ phải cả cái đi này đâu. Chưa. Nhưng dù sao thì không sao. Tỷ số là 2-1 đang thuộc về đội Trường Ngọc Cơ Sở Vinh Du. BB này chúng ta sẽ giữ nguyên, giữ tư thế vị trí cũ nha. Tiếp tục. To lắm các bạn ơi, tí không ăn, không an toàn. Trời ơi, ăn lòng quá đi, chỉ xíu là có điểm số 3 rồi. Còn như là hơi căng thẳng. Ok. Khó nên không thể nào ghi điểm được. Số nào chúng ta sẽ may mắn đây, đó là Trường Nho Cơ Sở Nguyễn Du, tỉnh Đắk Nông, 3-1. Tiếp tục ở vị thứ hai, bốn một. Wow, rất tuyệt vời. Để xem. Silvia, siêu cơ thủ. Thôi được rồi, không muốn gì ký nào có một trong những tầm nhắm này. Bạn biết. Vẫn chưa được dễ què, không có bị điểm như cho mình được. Không có gì hết. Nha các bạn ơi. Ôi, nó khó hơn.
không? Rất là nhanh. Nhưng mà thật quá đa, quá cỡ rồi. Những bạn may mắn tiếp theo được về đoàn trường cho cơ sở Mỹ Du để đầu đắt vào lớp 5 của khán giả của Nguyễn Thị Thảo Huy. Chỉ số là 51. Tiếp tục này đang được một lợi thế tốt an toàn hơn. Vậy bên này thì ở đó cũng được, có phải đấy. Đây. Như vậy may mắn đã được về trường trung học cơ sở Đất Mang. Điểm số thứ hai, điểm số là 25. Hai bên vẫn chưa bị kim bị trắng gót cả, vẫn chưa có lỗi hỏng nào. Wow, tuyệt vời luôn. Một vòng bảng khá là hay và dễ chịu. Wow, tuyệt vời. Điểm số là 25. Khác biệt là 3 điểm. Ui, khó. Quá khó. Kiểm tra xem bao nhiêu điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 2 năm, đúng rồi. Tiếp tục. Trường tiếp theo. Đó, giờ thì về trường học cơ sở Nguyễn Du. Tỷ số là 62. Đội khách đã được lên một số điểm an toàn. Rồi rất tiếc là trường trung học cơ sở Nguyễn Du đã trừ 1 điểm, như vậy số điểm xung còn là 5, tỷ số là 25, cách biệt 3 điểm. Và đội tiếp theo sẽ là đội thấp nha, đội A nha, đội trường cơ sở Đất Mang. Cách tiếp để đi sẽ đặt về vị trí cũ. Rồi đây, thôi có. Quá khó đấy. Các điểm 3 điểm, ai sẽ có điểm tiếp theo? Đã có điểm gì cho trường trung cơ sở Nguyễn Du 62, cách biệt là 4 điểm trở lại rồi, một số điểm rất cao tuyệt đối. Lại đi một dọc rồi và rất tiếc không có điểm thứ 7 rồi, không thể nào được. Ba điểm dành cho đại học trường trung học cơ sở Đất Mang, tỷ số 36. Đầy thử nha. 4 điểm, tỷ số là 46. Hát chuyên đề có hay không? Vậy là không. Hát chuyên dành cho trường học cơ sở Đất Mang được. Các vị đã trở lại xuống còn 2 điểm. Tiếp tục.
7 điểm dành cho chuyển hồi cơ sở Nguyễn Du. 7-4. Quá chính xác. Gần như là có điểm rồi, chưa chắc. Chưa ăn thua. 5 điểm dành cho trường học cơ sở Đắc Ma, tỷ số là 5-7. Cách biệt là 2 điểm. Quá giỏi luôn. 6-7. Giây phút cuối cùng. Có như vòng 3 hòa hay không? Không được. Quá đáng tiếc. Chỉ một chút thôi là có điểm, có là coi như kết thúc trận đấu rồi. Quá đáng lòng. Bây giờ phải làm cái gì với nó đây? Thấy chưa? Đó, đúng luôn. Ok, vô đấu tiếp theo. Rồi, ok. Không được đặt đi ở vị trí khắp nơi nha. Chưa? Chị đang đàn rất chân ngầm. Để xem. Ai? Hôm nay không nổi tay luôn. Quá tệ. Không hề mà nổi tay được. Nếu dùng dù chiến thắng thì có vị trí số 1 thì số điểm là 8 điểm. Hả? Xem. Cũng không có như mong muốn được như thế này. Còn hòa coi như là sẽ có một điểm. Chưa được. Đi qua. Mày xem này. Chưa chuẩn được. Tiếp phần đo tổ chủ nhà. Ta sẽ có chiến thắng này. Chờ để mẹ ok. Chưa. Chưa bị trừ điểm. Ok, đây sẽ là giây phút cuối cùng. Có bắn trúng hay không? Hòa đi. Hòa đi. Bao 7 đều. Vậy là cả ba vòng. Vậy là tổ này rất là tuyệt đối. Tỷ số 7 đều. Vậy là trường trung học cơ sở Vô đã có số điểm là lên con số 6. Còn trường trung học cơ sở Đắc Ma lên con số 5. Ok, vị trí chúng ta không có gì thay đổi. Còn tỷ số thì chúng ta đã bỏ xa. Đổi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Đừng quên, thông điệp 5K sẽ đảm bảo an toàn để vượt qua đại dịch Covid-19. Khi nào vô chúng ta sẽ đánh bại, còn nhiều chúng ta sẽ gặp nhau bình thường. Xin hẹn.